sáng thứ bảy, trước ngày rằm Trung thu vừa qua, nhóm bảo vệ sự sống Thái Hà, Hà Nội chúng tôi đã có một cuộc hành trình Trung thu yêu thương dành cho những em bé không có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời. Đó chính là các em thai nhi đã bị phá. Khởi hành từ nhà thờ Thái Hà, điểm đến đầu tiên là nghĩa trang Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nơi an nghỉ của hơn 10.000 hải nhi là nạn nhân của thảm họa phá thai. Các bạn trẻ trong nhóm đã dọn dẹp phần mộ thai nhi, cắm hoa, thắp hương trên phần mộ các em. Một vài bạn mang theo những món đồ chơi dành tặng các em như muốn thay mặt cha mẹ an ủi, xin lỗi các em. Những cơn mưa bóng mây đổ xuống trên suốt chuyến đi vẫn không làm thuyên giảm lòng nhiệt thành của các thành viên trong nhóm. Trên đường đi từ Thạch Bích sang Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nghĩa trang Từ Châu, nơi an nghỉ của hơn 33.000 hải nhi, chúng tôi cũng chia nhau thành nhiều nhóm để thực hiện các công việc như bơm bóng, dọn dẹp, trang trí, an táng và chuẩn bị cho buổi suy niệm ngắn cho các thành viên. Chúng tôi cũng mang tới đây những chiếc đèn ông sao, những món đồ chơi mà lẽ ra các em phải được nhận từ bố mẹ của chúng, rồi cầm trong tay với niềm vui thích của trẻ nhỏ. Hôm nay thật xót xa khi chúng tôi phải an táng hơn 10 thai nhi ở đây. Trong số đó có những em gần đủ ngày tháng sinh, nhưng vẫn bị cha mẹ tước đoạt quyền sống của các em. Thank you.
tôi đã có những phút suy niệm lắng đọng, nắm tay nhau cầu nguyện, hát cho các em và hát cho nhau nghe ở giữa Nghĩa Trang Từ Châu. Hơn 33.000 thai nhi đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Từ Châu đã được nhóm bảo vệ sự sống Thái Hà và Từ Châu chôn cất và an táng trong hơn suốt 6 năm qua. Các em là nạn nhân của một thảm trạng mang tên nạo phá thai. Các em bị cha mẹ chối bỏ và đều có chung một kết cục là phải từ giã cõi đời từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Chúng ta cùng hội nhau nơi đây để tổ chức cho các em thai nhi một cái Tết như bao cái Tết của những trẻ thơ khác. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Xin mời các bạn cùng nắm tay nhau và hát vang lời kinh hòa bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dẫn con như quý cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào đời oán thù, đem thứ tha vào đời lòng nhung, đem an hòa vào đời tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Sau giờ ăn trưa và giờ nghỉ ngơi, ban chiều, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Nghĩa Trang La Phù, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nơi đây đã có hơn 8.500 em thai nhi được an táng. Một ngày được gọi là vui Trung Thu, nhưng vui thì ít mà xót xa thì nhiều hơn. Hơn 30 bạn trẻ từ khắp nơi, người đang đi làm, người còn ngồi trên ghế nhà trường, đã quy tụ nhau lại để bảo vệ sự sống. Chúng tôi mang Trung Thu tới cho các em, nhưng thực ra chính các em lại mang tới cho chúng tôi một Trung Thu thật ý nghĩa với những tâm tình đầy xúc động.